Hà Nội cháy lớn tại dãy cửa hàng kinh doanh, nhiều tài sản bị thiêu rụi. Sáng ngày 2 tháng 5, một vụ hỏa hoạn lớn xảy ra tại 4 cửa hàng kinh doanh ở huyện Thường Tín, Hà Nội, thiêu rụi nhiều tài sản. Cụ thể, khoảng 8 giờ 35 phút cùng ngày, cơ quan chức năng nhận được tin báo cháy xảy ra tại hộ sản xuất kinh doanh chăn ga gối đệm ở đội 7 thôn Trác Cầu, xã Tiền Phong, huyện Thường Tín. Ngay lập tức, công an huyện Thường Tín đã điều động phương tiện và cán bộ chiến sĩ tới hiện trường, đồng thời công an thành phố đã chi viện thêm phương tiện cứu hỏa từ công an huyện lân cận. Khi lực lượng chữa cháy tiếp cận hiện trường, vụ cháy đã tăng mạnh và lan ra 4 hộ kinh doanh. Theo công an thành phố Hà Nội, vụ cháy diễn biến phức tạp do chất cháy chủ yếu là các nguyên liệu chăn ga gối đệm dễ bắt cháy, sinh ra nhiều khói khí độc. Các mũi chữa cháy thông qua cơ sở dữ liệu quản lý khai thác về nguồn nước của công an thành phố đã tổ chức triển khai chữa cháy, ngăn chặn lan sang nhà dân và hộ kinh doanh lân cận. Đến 9 giờ 35 phút cùng ngày, vụ cháy đã được dập tắt hoàn toàn. Theo thống kê ban đầu, tổng diện tích xảy ra vụ cháy gần 300m2. Bước đầu vụ cháy không gây thiệt hại về người, nguyên nhân vụ cháy đang được điều tra làm rõ. Hãy đăng ký kênh Alo Bác sĩ Video để nhận thêm nhiều thông tin mới nhất về y tế sức khỏe.